Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2024. Tình Đức xin thân chào tất cả các bạn đồng tu. Lần này Tình Đức sẽ chia sẻ cùng với các bạn đề tài Pháp Nhân Duyên và ý thức. Thì như những lần trước, khi có một ý thức phát sanh thì có vô thường, khổ, vô ngã, hành, sáu xứ. Sáu xứ tức là sáu nội, sáu ngoại, ngũ uẩn, 18 ý cận hành, rồi 10 sắc thân ái. Và hôm nay về phần nhân duyên cũng có mặt trong cái ý thức ấy. Thì Tịnh Đức sẽ dựa trên bài kinh nằm trong Tương Ưng 35 nói về nghiệp. Thì bài này Tịnh Đức cũng có chia sẻ qua phần nghiệp, liên hệ nghiệp cũ, nghiệp mới. Nếu mà các bạn chưa có xem cái phần đó thì cũng nên xem. Thì bài kinh này nằm trong cái video đó. Thì Tịnh Đức xin đọc bản kinh trước, rồi sẽ trình bày với các bạn nó như thế nào và đối với cái ý thức của mình. Nó có nghiệp cũ, nghiệp mới và nó liên hệ đến 12 nhân duyên như thế nào. Thì Tịnh Đức xin được bật bản đọc bản kinh trước. Bản kinh số chương 35 số 145 một là mã nghiệp, số mã S chấm 4 là mã 132. Đoạn kinh số 3 nói như thế này: Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, này các tỳ kheo, cần phải quán là nghiệp cũ. Được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai vân vân, mũi vân vân, lưỡi vân vân, thân vân vân, ý vân vân. Cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. 4. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các tỳ kheo, hiện tại phàm làm việc gì? Với thân, với lời nói, hay với ý? Này các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp mới. Số 5. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. Nhờ vậy cảm thấy được giải thoát. Này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp đoạn diệt. Thì Tịnh Đức chỉ đọc qua đoạn kinh này liên quan đến đề tài ngày hôm nay. Thì nó như thế này: thế nào là nghiệp cũ? Thì theo bản kinh, mắt, này các tỳ kheo, cần phải quán nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Thì bây giờ Tịnh Đức xin trình bày cái cụm từ ngữ được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ như thế nào. Có nghĩa là khi bất cứ một căn nào nhãn nhĩ thị thiệt thân ý tiếp xúc tương ưng đúng với cảnh sắc bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp, có cái thức hiện hữu ấy được gọi là có cái sự thấy, sự nhận thức, sự biết. Thì cùng lúc đó có cái cảm thọ. Tịnh Đức xin lặp lại: bất cứ một căn nào tiếp xúc tương ưng
với cảnh sắc thanh hương vị bên ngoài. Cái biết hiện hữu ấy có mặt, đồng thời cũng có cảm thọ. Thì điều này quý vị các bạn sẽ cũng đã biết, khi mình thấy bất cứ hay mình nghe một điều gì đều có cái sự cảm thọ. Nếu các bạn để ý, bạn biết có cảm thọ. Thường thường mình không có để ý cảm thọ mà thấy hài lòng hay không hài lòng, nhưng mà chính nó là cái cảm thọ. Thì cảm thọ gì cần phải quán là nghiệp cũ? Đó, thì khi mình thấy một người, thấy một người, sở dĩ mình biết được tên, biết người đó là bạn hay không phải là bạn, và đồng thời nếu là bạn thì bạn này sự thân thích, sự cảm tình mình đối với người đó như thế nào, thì nó cảm thọ. Và mình biết được những cái điều đó là do nghiệp cũ, là tại vì trong quá khứ mình đã giao lưu với người đó, cho nên mình biết. Thì những cái gì các bạn thấy nơi con mắt khi bắt gặp người bạn đó, thì cái đó là nghiệp cũ. Nó nghiệp cũ, nó có sự phát sinh cảm thọ ngay lúc đó. Nhưng mà Đức Phật lại dạy thêm, cảm thọ gì cũng phải quán là nghiệp cũ. Để làm chi? Để mình cẩn thận. Cẩn thận. Bởi vì cái cảm thọ nó sẽ phát sanh cái khác ái. Thì trong bản kinh Bariya lúc trước, Tịnh Đức có chia sẻ về phần ngũ uẩn đó. Bất cứ một cảm xúc nào xúc chạm vô minh, khác ái sanh. Khác ái sanh tức là hành sanh. Thì khác ái hành tức là mình sẽ tạo tác nghiệp thân khẩu và ý. Cho nên Đức Phật dạy, do cảm xúc bởi cảm bởi thọ sanh ra, do xúc chạm với vô minh khác ái sanh. Đó là trong cái bài kinh của Bariya đó. Thì bây giờ Đức Phật mới dạy, cảm thọ gì cũng cần phải quán là nghiệp cũ, mình cẩn thận không tạo tác nữa. Cho nên đoạn kinh số 3 hồi nãy Tỉnh Đức có đọc á, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Đoạn diệt, không tạo tác nữa. Thì Tỉnh Đức chỉ nhắc lại phần đó thôi, Tỉnh Đức không có chia sẻ về cái phần đó. Nhưng ý hôm nay Tỉnh Đức trình bày quý vị các bạn, nghiệp cũ là gì? Nghiệp cũ là khi mắt mũi tai lưỡi miệng tiếp xúc một cảnh mới, những cái gì mình thấy được, ý thức nhận thức được cùng với cảm thọ, thì nên quán cái đó là nghiệp cũ. Là tại vì khi mình thấy, cái tâm mình thấy khó chịu hay là thích thú, đó là một cái sự khác ái. Mình phải cẩn thận, cái đó là nghiệp cũ. Cẩn thận trước khi hành động, tịnh chỉ trước khi tất cả hành. Thì đó là nghiệp cũ. Thì theo cái sơ đồ của tiến trình của lộ tâm á, thì bạn nào có biết về vi diệu pháp á, thì cái dòng tâm thức mình luôn luôn trôi chảy. Dòng tâm thức mình nó trôi chảy tức là nó có cái nghiệp cũ. Thì trước khi, thí dụ như con mắt mình thấy một cảnh, thì có một cái sự phản xạ về ánh sáng, thì nó ít nhất là có ba cái sát na vừa qua rung động, dừng lại, thì bắt đầu kháng môn, con mắt mình mở cửa để nhận thấy được cái cảnh đó. Rồi lại thêm, khi mà mở cửa thì cái con mắt mình thấy cảnh,
thì đồng thời có tiếp thu, quan sát và phán đoán. Thì tới chỗ phán đoán á, phán đoán á có nghĩa là cái ý mình mở cửa kêu kháng môn. À, kháng môn thì lúc đó đó có cái sự cảm thọ, có ý thức thấy được cảnh. À, thấy được cảnh thì ngay chỗ đó đó mình cần phải tâm phán đoán mà. Mình phải cần biết đây là nghiệp cũ. À, nếu các bạn nhìn cái sơ đồ thì sơ đồ của hình lộ tâm nhãn ý thức á, nó là như vậy. À, kháng môn mở cửa, tức là kháng môn là cũng tâm phán đoán. Quý vị nên cần xét, cần phán đoán những cái gì mình thấy được và cảm thọ, đó là nghiệp cũ. À, thì bây giờ thế nào là nghiệp mới? Thì nghiệp mới, nghiệp mới, nghiệp là hành. À, thì tất cả những cái gì mình tạo tác ra đó, à, nghiệp đó cũng kêu bằng hành. À, thì nó như thế này. Bây giờ khi đã tin Đức nói đó, là kháng môn mở cửa thì mình cần phải biết có cái sự cảm thọ, thì những cái gì đó là cái nghiệp cũ, đừng tạo tác nghiệp mới. Thì nếu không mình tạo tác á, đó, tức là mình hành động, thì quý vị thấy một người bạn, một bạn mình biết, mình thân thích hay không, à, cảm tình mình như thế nào mình biết, thì mình biết đây là cái nghiệp cũ. Bây giờ những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình sắp sửa nói, những cái gì mình hành động bằng tay chân là nghiệp mới. Sau khi các bạn thấy người đó, những cái gì sắp sửa nói, hành động, cẩn thận, hãy tạo cái nghiệp thiện. Hãy tạo nghiệp thiện, không nên tạo nghiệp bất thiện. Còn nếu trường hợp các bạn thấy những cái gì, à, cái gì có thể đi đến một cái chỗ nào, gặp một cảnh, mà cái cảnh đó quý vị thấy khó chịu, thì Đức nói chung là cảnh khó chịu, thì khi thấy biết cái cảnh đó, hay là các bạn thấy một người, thì cái người đó, à, mình nghe và mình thấy hành động của người đó, thì trong khi lúc đó đó có cái sự cảm thọ nó phát sinh, thì đây là cái nghiệp cũ. Nghiệp cũ là tại vì những cái hình ảnh đó, những cử chỉ, những hành động của cái người đó trong quá khứ mình đã thấy nhiều như vậy, mặc dù không phải là cái vị đó, nhưng mà cái trạng thái, những cái cảnh xấu đó như vậy đã nhiều lần mình không có ưa thích, thì bây giờ mình thấy cái cảnh đó thì đương nhiên cái cảm thọ nó cũng có nhưng mà khó chịu. Thì đó là nghiệp cũ đối với cái cảnh tương tự như vậy. Thì trước khi hành động, cẩn thận, suy nghĩ kỹ, lựa lời nói, hành động, cẩn thận, đừng tạo tác bất thiện. Bởi vì Đức Phật dạy những cái gì mà mình nhận thức được qua các căn, à, là nghiệp cũ, có cái sự cảm thọ trước khi mình hành động. Chẳng hạn, quý vị vô ý đi đụng phải một vật gì đau, à, thì quý vị sao? Đây là cái nghiệp cũ. Nghiệp cũ mình đã nhiều lần mình thiếu cái sự cẩn thận, bây giờ mình bị phải bất cẩn đó mà dấp phải, hay là mình sẽ đụng chạm làm cho mình đau đớn. Thì trong cái đau đớn đó,
À, mình cũng cẩn thận, đây là nghiệp cũ. Trước khi thậm chí có nhiều người đúng như vậy là mắng chửi. Chửi mình hay là chửi người nào, tại sao để như vậy? Hai là đá nhục, thì đó là ý cái Đức Phật dạy, hành là hành ngay chỗ đó. Thì cái nghiệp mới tức là hành động sau khi mình thấy, sau khi mình nhận thức qua bất cứ một căn nào phát sinh sự cảm thọ, thì cái cảm thọ này nó cùng cái ý thức phát sinh, đó là nghiệp cũ. Thì đồng thời pháp môn mở cửa thì cảm thọ xúc chạm vô minh khác ái sanh, khác ái sanh tức là hành. Thì cái cảm thọ đau hay vui mừng, người phàm phu với mình xúc chạm cái vô minh, cái kiết sử khiến cho khác ái sanh. Khác ái sanh là hành động tham sân si, hành động khác ái, hành động tham, tham đắm dục vọng, đụng chạm cái đó thì nó sẽ tạo cái nghiệp, nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện. Thiện hay bất thiện đều là nghiệp. Thì Đức Phật dạy, trước khi mình hành động, những cái gì mình thấy có cái cảm thọ là nghiệp cũ. Những cái gì mình đang sắp sửa hành động thì đây là nghiệp mới. Thì cái dòng tâm thức nghiệp cũ, nghiệp mới nó trôi chảy như vậy. Thì theo cái sơ đồ của tiến trình của lỗ tâm á, tức là cái tâm động tốc. Tâm động tốc này là cái tâm tạo nghiệp, nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. À, là cái tâm thiện, tâm bất thiện, tâm thiện thiền. À, tâm thiện thiền sắc, sắc giới, tâm thiện thiền vô sắc giới. Những người mà tu tập chứng đắc trong những cái tầng thiền vô sắc giới, đó là hành bất động hành. Còn mình hành động điều bất thiện tức là phi phúc hành, còn mình làm điều thiện là phúc hành. Những người chứng thiền ở vô sắc giới, những cái tầng thiền chứng và an trú đó là bất động hành. Nhưng tất cả những cái hành này Đức Phật dạy cũng cần phải đoạn đoạn diệt, tại vì nó còn ái. Đức Phật dạy ái là trong ba cõi, cái đó là nói Đức Phật dạy bậc tu rốt ráo. Còn mình, những phàm phu như mình, ít nhất mình phải tạo những cái phúc phúc hành, tạo cái phúc hành trước, rồi mình lần lượt buông bỏ những cái sự nắm bắt của sự an vui hạnh phúc, tiến lên tu tiến. Và Tịnh Đức chỉ nói phần đó một chút thôi, không có nói đi sâu, vì mình là hàng cư sĩ không dám nói những cái điều đó, nhiều khi nó xúc chạm. Thì đó là nghiệp cũ nghiệp mới, và các bạn suy nghĩ từ sáng tới chiều, quý vị thấy đa chân hành động như Tịnh Đức có trình bày nhiều lần, quý vị thấy một vật hay bình bông hay là cái gì để trên cái bàn, quý vị nhìn thì cái tâm đó, nó có một cái sự cảm thọ. Thì sau đó quý vị dời, quý vị lau chùi, quý vị để chỗ này chỗ kia, rồi quý vị suy nghĩ phải có cái này phải cái kia. Khi quý vị thấy và có cảm thọ, đó là nghiệp cũ. Và khi các bạn tay quý vị lau chùi, tay quý vị để chỗ này chỗ kia, suy nghĩ có cái gì thêm, thay đổi cái gì, thì đó là nghiệp mới. Từ sáng tới chiều, đi từ trước ra sau tới nhà, dòng tâm thức cũ mới nó tuôn chảy như vậy, một cách tương tục, nó tương tục với các bạn. Tôi cùng các bạn
đều là như vậy. Từ sáng tới chiều, đến khi ngủ, ngủ thì nó nằm trong cái tiềm thức, nó cũng hoạt động, mà mình không có còn nhớ. Thì bây giờ, nghiệp cũ, nghiệp mới, Định Đức sẽ nói về liên quan với 12 nhân duyên. Thì Định Đức cũng như các bạn, nếu mà không biết, không được nghe, không được thấy những lời dạy của Tôn Túc, thì cứ nghĩ là 12 nhân duyên là chỉ nói toàn bộ của một cái kiếp sống của con người, từ kiếp này kiếp kia. Cái đó thì nó đúng, nhưng mà cái đó không phải là cái điều quan trọng. Mà điều quan trọng á là cái nhân duyên á, ngay từ những cái mắt nhân duyên của cái nghiệp cũ và nghiệp mới. Nghiệp cũ, nghiệp mới nó đang thay đổi. Giờ tôi thử hỏi, nếu quý vị một người làm bất thiện, tạo biết bao nghiệp, thì cái người đó trước khi tắt thở, cái nghiệp tái sanh sẽ đưa tới người đó đi nhập thai. Thì cái đó được gọi là, trong cái, quý vị nhìn trong bản đồ á, có 4 cái phần, 1, 2 và 3. Thì cái phần 4 á, là khi một người chấm dứt mạng sống. Thì quý vị thấy 12 nhân duyên là gì? Vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức danh sắc, danh sắc. Sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, nghiệp, nghiệp rồi sanh. Thì ý nói, cái người tạo bất thiện thì bỏ thân mạng. Hữu đi đến sanh, tức là hữu đi đến sanh là cái thức đi tái sanh, thức nhập thai mới. Thì bây giờ còn sống, nghiệp cũ, nghiệp mới thay đổi, nó không có đi, chưa chấm dứt bằng sống cho nên nó không có đi sanh già chết. Bây giờ nó đi đâu? Thì trong kinh hồi nãy mình có đọc á, là nghiệp cũ, nghiệp mới nó liên tục như vậy. Thì nghiệp cũ trở thành là nghiệp mới như thế nào? Thì ở dòng sơ đồ của 12 nhân duyên của Ngài Mô Gốc có dạy á, ngay chỗ số 1 á, thì bắt đầu số 1, vô minh duyên hành. À, vô minh duyên hành. Thì ngay chỗ vô minh duyên hành đó, vô minh là ba cái phiền não, vô minh ái thủ là ba cái phiền não lưng. Vô minh ái thủ là ba phiền não lưng, hành là hữu hai nghiệp lưng. À, thì vô minh duyên hành đó, tức là cái phiền não lưng, vô minh ái thủ, tất cả những cái gì mình làm trong cái dòng tâm thức trước á, nó chính là vô minh ái thủ, là ba cái phiền não lưng. Mình hành động ý, thân khẩu ý, thì mình tạo nghiệp, tức là hành. Hành là hai nghiệp lưng. Thì hai nghiệp lưng này đó, vô minh duyên hành, nghiệp lưng lại, nghiệp là hành đó, hành duyên lại thức. Thì nghiệp lưng này đó, tức là cái nghiệp cũ. Nghiệp cũ tức là tâm hữu phần, nương theo cái thức. Cái thức này mới duyên danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ. Thì ở sơ đồ phần thứ hai á, thì gồm có thức, duyên danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ. Đối với 12 nhân duyên, 5 cái phần này đó, đó là cái nghiệp cũ. Tức là một trong những căn
bắt được cảnh mới. Thì cái thức của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân có cái sự cảm thọ trước khi đi vào phán đoán, có cái sự cảm thọ đó. Thì khi khán môn mở cửa thì mình phải nên biết cái đó là nghiệp cũ. Nghiệp cũ à, thì cái nghiệp cũ sẽ ngay chỗ cái xúc, xúc chạm vô minh, xúc chạm vô minh, khác ái sanh nên thành sanh. Xúc chạm vô minh khác ái sanh tức là ái thủ hữu, ái thủ hữu, đó là mắt xích thứ ba, à, đó là cái mô hình thứ ba. Thì mô hình thứ ba này đó, nó là nghiệp mới, nó là nghiệp mới. À, Tịnh Đức nói lại, vô minh duyên hành, tức là những hành động quá khứ mình làm duyên theo cái thức, tức là tâm hữu phần. Mình vừa làm xong nghiệp cũ, thì cái nghiệp cũ đi theo cái tâm hữu phần, nằm trong cái tâm hữu phần trôi chảy chờ các căn mình tiếp xúc cảnh mới. Thì nó nương theo cái thức duyên danh sắc, tức là nương theo sáu căn sáu tầng, à, có sự đụng chạm và phát sanh cảm thọ. Thì ngay cảm thọ, cái thức biết được, đó là nghiệp cũ. Khi mà nghiệp thụ cũ được thấy được phát sanh cảm thọ thì vô minh, à, xúc chạm vô minh khác ái sanh. Khác ái sanh tức là ái thủ, hữu là hành. Khác ái sanh tức là hữu, tức là hành. Thì từ ái thủ hữu là nghiệp mới. Bây giờ nghiệp mới, mình chưa chết, thì nghiệp mới đi về đâu? Nghiệp mới lại trở lại vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, duyên thọ, là nghiệp cũ. Thọ xúc chạm vô minh khác ái sanh, khác ái sanh tức là ái thủ, khác ái sanh tức là hành, hành là hữu. À, thì từ ái thủ hữu, ái thủ hữu là nghiệp mới. Nghiệp mới lại đi theo vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, là nghiệp cũ. Rồi vô minh xúc chạm khác ái sanh là ái thủ. Khác ái sanh tức là hành, tức là hữu. Hữu lại đi vô minh duyên hành. Thì từ sáng tới chiều 12 nhân duyên, quý vị hãy nghĩ rằng mình chưa chết, cho nên không có sanh và chết, mà chỉ còn lại 10 cái mắt xích này, nó đang luân chuyển từ cái nghiệp cũ và nghiệp mới, nghiệp cũ và nghiệp mới. Nếu từ ngay chỗ cảm thọ do nghiệp cũ được Thế Tôn dạy, được Thế Tôn dạy, thì đoạn diệt các hành. Đó là các hành, là Thế Tôn dạy như thế này: tất cả mắt này các tỳ kheo cần phải quán nghiệp cũ được tác thành, được niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, miệng, thân, ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Thì tất cả những cái gì mình thấy, nghe, phát sanh cảm thọ hoàn toàn là nghiệp cũ. Thì đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc sáu xứ, sáu xứ duyên xúc và thọ. Đây là nghiệp cũ. Nghiệp cũ này do cảm thọ xúc chạm vô minh, à,
Khác ái sanh. Khác ái sanh là ái thủ. Vô minh, ái thủ là ba nghiệp lưng. À, khác ái sanh tức là hành. Hành tức là nghiệp, tức là hai nghiệp lưng, hành thủ, ba nghiệp lưng là ái thủ hữu. À, thì khi mình do vô minh xúc chạm các ái sanh tức là hành, tức là ái thủ hữu, à, tức là ba cái nghiệp lưng và hai phiền não lưng phát sanh là hữu. Thì bây giờ hữu á, nó đi trở về vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành là tâm hữu phần, những cái nghiệp mình tạo tác do nghiệp cũ. Nương theo cái thức này tức là một trong năm căn phát sanh. Một trong năm căn phát sanh, thấy biết được một vật thì phát sanh cảm tò. Trước khi biết được có cái cảm tò đó, kháng bông mở cửa, tức là vô cái ý thức biết được cái đó là nghiệp cũ. Biết đó là nghiệp cũ, vì cảm thọ xúc chạm vô minh, khác ái sanh nên hành sanh, hành là nghiệp, và tiếp tục hết dòng tâm thức này tới tâm thức kia, hoàn toàn là nghiệp cũ, nghiệp mới. Thì đối với 12 nhân duyên, ngay trong cái ý thức phát sanh, nó không có đi xa. Mình tu tập 12 nhân duyên, tất cả những hành nghiệp, những sự tạo tác do cái sự nhận thức biết được, việc phải làm là đoạn tận tất cả nghiệp của ý, thân, khẩu và ý. Thì người đời như mình có ba loại nghiệp: phi phúc hành là bất thiện, phúc hành là điều thiện, bất động hành là chứng những cái tầng thiền vô sắc giới. Thì bây giờ mình là phàm phu, tu tập từng phần những cái điều mà mình biết rằng bất thiện. Bất thiện là những cái điều làm hại mình, hại người, hại cả hai. Đoạn diệt nó. Đoạn diệt nó bằng cách nào? Đây là con đường bát thánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Con đường này sẽ đoạn diệt tất cả nghiệp. Đó, thì Tịnh Đức đã trình bày qua những buổi chia sẻ để cho mình thấy rằng khi một ý thức sanh lên, nó hoàn toàn, nó hoàn toàn những cái điều mà mình cần phải biết. Ở đây Tịnh Đức có chia sẻ qua những cái video là vô thường, khổ, vô ngã, hành, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, ngũ uẩn, 18 ý cận hành, 10 sắc thân ái và 12 nhân duyên. Những cái điều này là những cái điều cần biết. Những cái điều cần biết. Thì trong một cái phẩm ở Tương Ưng Bộ, phẩm sáu xứ, có một cái phẩm gọi là phẩm tất cả. Phẩm tất cả đó là gồm có căn, trần, thức, xúc, thọ. Không có cái này á thì cũng không có vô thường, khổ, vô ngã, hành, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, 18 ý căn hành, 10 sắc thân ái và 12 nhân duyên. Thì trong phân tích đạo có dạy những cái điều này. Thì ngay chỗ căn, trần, thức, xúc, thọ là tất cả. Mình phải cần biết tất cả. Thọ, vô minh, xúc chạm vô minh, khác ái sanh. Khác ái sanh tức là hành sanh. Hành sanh là tạo nghiệp. Cho nên tất cả
tất cả, phải đoạn diệt tất cả nghiệp, tức là hành. Thì ngay chỗ căn trần thức xúc thọ, thọ trong phân tích đạo dạy rõ, nên cần biết ngũ uẩn, mười sắc thân ái.